Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Rời Showbiz, Gian Ni Chí Nguyễn sống bình yên trong võ đường rộng 1.800 m². Trong bài phỏng vấn trên Đinh Vờ Nờ, khi nhắc về ngoại hình thay đổi của Gian Ni Chí Nguyễn, Nhung Kết cho biết: có những khoảng thời gian anh chỉ ăn một bữa mỗi ngày vì không làm việc, cơ thể không tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, cô khẳng định sức khỏe của bạn trai vẫn bình thường. Trước đây, tôi cũng có khuyên anh ấy nên quan tâm nhiều hơn về chuyện ăn uống nhưng không hiệu quả. Vài năm gần đây, tôi không khuyên nữa mà để anh tự do trải nghiệm. Đã nhiều năm liên tục anh ấy sống gò bó bản thân để giữ vẻ bề ngoài cho khán giả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ anh sẽ mệt mỏi lắm. Bởi sự cố gắng của một người luôn có giới hạn, chạm đến ngưỡng chịu đựng thì vỡ tan. Có thể anh ấy gầy đi, trông già hơn nhưng tâm hồn của anh trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Khán giả rồi cũng sẽ cảm nhận được và đón nhận hình ảnh mới của anh. Nhung Kết chia sẻ thêm. Ở tuổi 45, nam diễn viên của những bộ phim anh hùng một thời đang có một cuộc sống yên bình, không vướng bận lo toan bên bạn gái Nhung Kết trong chính võ đường mình sáng lập từ năm 2011. Từng là cái tên nam diễn viên phủ sóng khắp các màn ảnh rộng qua những bộ phim đình đám như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Nụ Hôn Thần Chết. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính, hình ảnh Gian Ni Chí Nguyễn gắn liền với những vai nam chính trong các bộ phim hành động, võ thuật. Năm 2011, Gian Ni chính thức thành lập Võ Đường Liên Phong với niềm đam mê võ thuật suốt 30 năm trời. Võ đường của Gian Ni Chí Nguyễn rộng 1.800 m² và được anh xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Rời Showbiz, Gian Ni Chí Nguyễn sống bình yên trong võ đường rộng 1.800 m². Nam diễn viên cho biết anh thành lập võ đường này với niềm đam mê võ thuật và không mang mục đích kinh doanh. Trong suốt những năm qua, anh cũng là người thầy đích thân chỉ dạy cho những học viên theo học tại đây. Tuy nhiên những năm gần đây, anh để lại công việc đó cho các đệ tử và chỉ hỗ trợ khi có học viên đi thi đấu. Toàn bộ võ đường đều được thiết kế bằng chất liệu từ thiên nhiên và cây cối xung quanh. Gian Ni Chí Nguyễn chia sẻ bản thân anh cảm thấy sợ những không gian gò bó, kín cổng cao tường. Rời Showbiz, Gian Ni Chí Nguyễn sống bình yên trong võ đường rộng 1.800 m². Khoảng không gian nghỉ ngơi, thư giãn và cũng chính là nơi nam diễn viên ngồi uống cà phê, hút thuốc để tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Bộ sưu tập xe motor của Gian Ni Chí Nguyễn và bạn gái. Ngoài diễn xuất và võ thuật thì motor chính là niềm đam mê luôn bùng cháy của nam diễn viên. Anh cho biết đã dành phần lớn thời gian trong những năm qua để đi phượt hầu hết các tỉnh thành. Tuy vậy, 2 năm trở lại đây, anh tạm gác lại niềm đam mê này để dành thời gian nhiều hơn tại võ đường. Phía sau võ đường có một chiếc hồ lớn tạo không khí mát mẻ. Xung quanh có rất nhiều căn phòng trống để cho các học viên nghỉ ngơi qua đêm khi luyện tập cho các mùa giải. Rời Showbiz, Gian Ni Chí Nguyễn sống bình yên trong võ đường rộng 1.800 m². Không gian tràn ngập cây xanh từ thiên nhiên. Phía sau võ đường chính là căn nhà hiện tại anh và bạn gái Nhung Kết sinh sống. Cả hai đã chuyển về đây cùng nhau ngay từ những ngày võ đường được thành lập. Gian Ni Chí Nguyễn nuôi một chú chó phía trước căn nhà anh và bạn gái ở. Căn nhà được dựng vô cùng đơn sơ nhưng anh chia sẻ có đầy đủ các tiện nghi ở bên trong. Gian Ni Chí Nguyễn cũng cho biết Nhung Kết cũng là người nấu ăn rất ngon và thường xuyên tự vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm cho anh. Công việc ở võ đường hiện tại Gian Ni Chí Nguyễn giao hầu hết cho những đệ tử nên anh không quá phải bận tâm nhiều. Nam diễn viên cho biết một ngày của anh dù không làm gì nhưng ngày nào cũng là ngày đặc biệt. Anh dành nhiều thời gian để cảm nhận cuộc sống và tận hưởng những điều mình thích. Ở bất kỳ giai đoạn nào, tôi cũng đều cảm thấy mình được sống thoải mái. Tuy nhiên khoảng thời gian 7 năm trở lại đây, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn khi được tận hưởng cuộc sống này một cách rõ ràng. Theo tôi, sống cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, không quá áp đặt mục tiêu phải đạt được thì mỗi ngày đều sẽ trở nên đặc biệt. Gian Ni Chí Nguyễn chia sẻ. Tùng Nguyễn. Ảnh Sang Le. Ha ha ha, 问什么的说